Chào các bạn. Đã bao giờ các bạn được theo đuổi bởi một người cõi âm hay chưa? Chắc hẳn là không ai muốn như vậy đâu nhỉ. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện mà các bạn có thể quyết định được. Và nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Sẵn sàng rồi chứ? Cùng tôi đến với câu chuyện ngày hôm nay. Anh Tài sinh năm 1981, năm nay đã có một vợ và hai con. Thằng lớn thì đang học lớp 5, còn đứa bé thì đang học lớp 2. Nhà anh Tài vốn ở kiosk chợ. Từ ngày mà chợ huyện phá đi thì anh Tài và vợ là chị Liên, con mua đất, xây nhà ở trong một cái xóm. Nói qua về cái xóm này thì xóm có tên là xóm Tự Do. Xóm này trước đây thưa người lắm, lại là nơi giáp ranh với cánh đồng ngày xưa, cho nên mộ mã được chôn lung tung, xen kẽ trong đường làng ngõ xóm khá nhiều. Miếng đất mà anh Tài mua nằm ở đoạn gấp khúc tay áo, đầu đường rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đầu ngõ có một ngôi mộ bé bé, nham nhở, nằm khuất ở dưới bụi tre đó. Chẳng biết là ngôi mộ ấy là của ai, cũng chẳng biết người thân nằm dưới ngôi mộ ấy là nhà nào. Chỉ biết rằng là gia đình anh Tài chuyển đến thì ngôi mộ đã nằm ở vị trí đó. Hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh thì họ bảo chịu, chẳng biết. Nó đã nằm ở đó từ lâu lắm rồi, chả rõ danh tính là ai cả. Những ngôi mộ này nằm rải rác ven đường kiểu như thế này, ở trong xóm Tự Do không thiếu. Đây chỉ là một trong những ngôi mộ không rõ danh tính, vất vưởng trong rất nhiều ngôi mộ như thế này mà thôi. Ngôi mộ này cách cổng nhà anh Tài khoảng chừng 20m khá gần. Từ cổng nhà anh, nếu muốn đi ra ngoài đường chính của xóm thì phải đi qua mặt của ngôi mộ và cái bụi tre, cho nên ngày nào cũng phải giáp mặt với nó mấy lần. Thời gian lúc đầu anh Tài xây nhà ở đây, đã có vài người trong xóm nói với vợ chồng anh rằng ở chỗ ngôi mộ đó có nhiều điều kỳ lạ lắm. Nhưng anh chả tin, cứ thi thoảng, vào đêm sáng trăng người ta lại nhìn thấy có người ngồi chậm hởm ở trên đỉnh mộ. Anh Tài nghe vậy thì cũng cười xòa cho qua, chứ anh chả tin. Cứ lúc mới chuyển đến sinh sống ở đâu mà người ta chẳng nói chơi. Anh cứ nghĩ, trời, người ta chỉ nói chơi mà thôi, hù dọa lăng nhăng về dăm ba cái chuyện ma quỷ đó. Anh cũng chẳng phải là người tin vào thế giới tâm linh, cho nên anh chẳng thèm để ý tới. Từ bé đến giờ anh cũng chưa từng gặp ma bao giờ, nên anh mạnh dạn lắm. Cái bụng cái đói còn lo chưa xong, hơi đâu mà nghĩ tới ba cái chuyện đồn thổi hù dọa lằng nhằng này. Thế rồi thì mãi cho đến một hôm, chiều tối hôm đó độ khoảng 7 giờ tối, đợt ấy là đang làm vào mùa đông, vợ chồng anh Tài bán hàng ở trên chợ xong thì chị Liên có về nhà trước để đón bọn trẻ, cũng như là nấu cơm chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Anh Tài về nhà sau vì anh còn phải dọn hàng với lại cố gắng câu kéo thêm thời gian, mong có thêm vài lượt khách, cho đến mãi tối mịt mới về. Trời mùa đông mà, mặt trời tắt nhanh lắm, mới có 7 giờ thôi mà trời đất đã mịt mù, không còn nhìn rõ mặt người nữa. Anh Tài đạp xe về nhà, trong lòng anh thì vui lâng lâng, bởi vì hôm nay kiếm chét cũng được kha khá. Nghĩ đến cái nồi cơm nóng hổi và hai đứa trẻ con đang ngồi đợi mình ở giữa nhà mà anh bất giác cười thật tươi, trong khi cái bụng thì vẫn đang kêu rồng rột đấy. Anh vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, rồi chẳng mấy chốc anh về đến nhà. Đúng lúc đến cái đoạn đầu ngõ nhà mình, vừa đánh tay lái xe đạp rẽ sang hướng cổng nhà thì bất chợt đôi mắt anh quét qua chỗ cái bụi tre già rậm rạp đó, nơi mà có ngôi mộ nhỏ vô chủ mà ngày nào anh cũng phải đi qua. Nó cũng chỉ cách nơi anh đang đạp xe ước chừng độ vài ba bước. Trong cái khoảnh khắc tích tắc chóng vánh đó, lướt qua đôi mắt của anh Tài trước khi quay đầu rẽ sang hướng ngôi nhà là một hình ảnh bất chợt làm cho anh dừng khựng xe lại. Một bóng người lờ mờ trăng trắng đang đứng cạnh ngôi mộ nhỏ ở phía dưới rặng tre mà nhìn anh lặng lẽ. Anh bất chợt cảm thấy kỳ lạ, rần rợn lạnh toát cả sống lưng. Giờ này rồi mà sao lại còn có ai tự dưng lại đứng một mình ở đó? Chỗ đó chẳng phải là vị trí của ngôi mộ hoang kia hay sao? Anh Tài phanh xe, dừng đến kích một cái. Lúc này thì cổng nhà chỉ còn cách nơi dừng xe độ tầm 15m thôi. Có tiếng bụi tre ở phía sau lưng anh vang lên kéo cà kéo kẹt. Kèm theo đó là tiếng lá tre bị gió thổi lăn lăn xào xạc bên dưới mặt đất, làm cho anh bỗng chốc cảm thấy run rẩy hết cả người. Thế rồi bất giác anh Tài giật mình đánh thót, là tiếng của một người phụ nữ giữa cái cảnh trời đất tối om, lại đang vào cái giờ linh mà bất chợt lại có ai đó gọi tên mình. Anh Tài theo phản xạ ngoảnh đầu lại phía sau lưng mà đáp, hả? Lúc quay lại chẳng hề có ai cả. Ở phía sau lưng anh, một cái khung cảnh tiêu điều tối tăm nơi cái bụi tre già có những cái tán cành rủ xuống đung đưa khe khẽ, bao trùm xuống bên dưới là cái ngôi mộ nho nhỏ
nằm lẩn khuất ở trong bóng đêm. Anh Tài khẽ lẩm bẩm nhíu mày. Quái lạ, rõ ràng là có ai đó vừa đứng ở kia cơ mà. Anh giáo giác đảo mắt xung quanh, cảnh vật thì tăm tối, chẳng rõ được cái gì ngoài màu mờ mờ trăng trắng của ngôi mộ cũ kỹ nham nhở kia. Anh Tài lắc đầu, chẳng lẽ là anh đã nhìn nhầm và nghe nhầm hay sao? Anh đành lấy hết sức bình tĩnh và cất giọng hỏi một lần nữa. Ai đó? Vẫn không có tiếng trả lời. Đường làng ngõ xóm thì thối thui, tầm này thì ai nấy đều đã ở bên trong nhà hết rồi. Rét mướt thế này thì làm gì có ai mà đứng ở đây nữa cơ chứ. Anh ngó ngang ngó dọc một hồi lâu, đợi một lúc thì chẳng thấy ai xuất hiện, thì mới chắc là mình đã nghe nhầm. Có lẽ thì hôm nay bán hàng mệt quá nên anh tự tưởng tượng ra hay sao đó. Thế rồi thì anh Tài ngoảnh mặt lại, lắc lắc cái đầu khó hiểu mà phi tọt vào bên trong sân nhà. Ở phía sau lưng anh, có tiếng bụi tre lay động, chốc chốc lại vang lên những tiếng kéo kẹt, kéo kẹt. Anh Tài về tới nhà thì lúc này chị Liên đang ở dưới bếp, hai đứa nhỏ con anh thì đang ngồi xem tivi. Anh hắng giọng một cái, hai đứa bé đang chúi đầu xem tivi hoặc hình nghe thấy giọng bố thì mừng rỡ chạy ùa ra mà ríu rít đón. Chị Liên thấy chồng về, chị bê cái mâm cơm còn nóng hồi hổi lên trên nhà mà vừa đi vừa hỏi. Có bán được gì thêm không anh? Sao mà hôm nay về trễ vậy? Anh Tài xoa đầu hai đứa con. Anh Tài thì đang định khoe với chị Liên là lúc nãy bán cũng được, bán được thêm mấy thứ hàng. Thì bất chợt nhớ đến tình huống vừa nãy, anh đáp ngập ngừng. À mẹ nó, vừa nãy đi về qua đầu ngõ, tự nhiên anh trông thấy có cái người nào đó đứng ở đoạn khúc cua đó. Vừa nghe thấy người ta gọi mình một cái mà quay đầu lại chả thấy đâu. Kỳ lạ thiệt á. Chị Liên thì tròn xoe mắt, chị suy suy cho qua chuyện. Thôi thôi đừng có điêu, lại thích dọa linh tinh giống mấy bà ở xóm rồi đấy. Nhanh đi tắm đi rồi còn lên nhà trên ăn cơm thôi muộn rồi. Chị Liên nói xong thì bê tót cái mâm cơm lên trên nhà trên. Anh Tài tuy rằng vẫn còn đang nghĩ tới cái tình huống kỳ lạ đó, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Âu thì có lẽ là chắc anh đã nhầm thật. Buổi tối hôm đó, thời gian trôi đi thật là nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến 10 giờ tối. Lúc nãy thì ngồi ăn cơm, anh Tài có uống hết một cốc rượu Ba Kích đầy. Bình rượu này là của bố vợ anh cho, nên anh quý lắm. Rượu ngon thì phải uống từ từ. Nốc hết cốc này xong, thì tối đến chị Liên lại không mê mẩn anh mới là chuyện lạ đấy. Anh Tài ngồi xem bóng đá đến tận hơn 11 giờ khuya thì mới tắt tivi để đi xuống nhà tắm đánh răng trước khi đi ngủ. Trong người anh vẫn còn hơi lân lân bởi vì men rượu Ba Kích lúc nãy hẳn còn phần lắm. Lúc này thì chị Liên và hai đứa con đã vào buồng trong mà đi ngủ trước hết rồi. Anh Tài đang đứng đánh răng, bất chợt anh nghe có tiếng bước chân người đi lại nhẹ nhẹ ở phía bên ngoài, đằng sau bức tường của nhà tắm. Chẳng là bờ tường nhà tắm gia đình anh ngoảnh lưng ra phía ngoài ngõ. Chỉ có cách con đường nhỏ một bức tường, nên cứ có ai đi lại cũng có thể nghe thấy được tiếng bước chân. Đã thế thì bây giờ đang là buổi đêm, ấy cho nên là anh Tài nghe thấy rõ ràng lắm. Tiếng bước chân người cứ rạp rạp, đi lại dẫm lên mép cỏ, đạp vào những cái lá khô nghe cứ loạt xòa loạt xoạt. Anh hơi nhíu mày, cái tiếng bước chân đó hình như là đi về phía cổng nhà anh. Anh tự nghĩ, à, chắc là có ai cùng ngõ đi đâu về muộn cho nên mới đi qua đây giờ này đó mà. Nghĩ rồi anh Tài chẳng thèm quan tâm mà lại tiếp tục đánh răng tiếp. Xong xuôi đoạn anh Tài tắt điện, bước qua cái khoảng sân tối thui để đi lên trên nhà. Buổi đêm đó cũng lạ lắm, trời thì tối đen như mực đó. Đầu đó chỉ là những tiếng côn trùng kêu rã rích và những làn sương mù bao phủ xung quanh, cảnh vật tối tăm mờ ảo. Thì bất chợt có một tiếng lạc cạch. Có tiếng cái cổng bằng sắt nhà anh khẽ vang lên, như là có ai đó mở cửa bước vào. Anh Tài đang rảo bước đi lên nhà trên, nghe thấy tiếng động thì chợt dừng lại, ngoảnh mặt nhìn ra phía đằng sau. Ở trước mắt anh, giữa khung cảnh tối tăm, bất ngờ xuất hiện một bóng dáng của một người phụ nữ. Là một người phụ nữ nhìn không rõ mặt mày, mặc cái áo dài trắng trắng đang đứng lấp ló bên ngoài cổng nhà anh. Gương mặt cô ta thì tối đen, ẩn ẩn hiện hiện sau cái làn sương dày đặc đó. Nhìn cô gái có vẻ kỳ lạ lắm. Cô ta để một mái tóc dài che phủ gần như là toàn bộ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một thân hình có vẻ khá cao và gầy. Cô gái lạ mặt đứng nhìn anh Tài lặng lẽ, chẳng nói năng gì hết. Anh ngạc nhiên, thì trong giây phút đối mặt với cô gái đó, anh tự nhiên đơ ra như một khúc gỗ. Đang nửa đêm nửa hôm, tự nhiên sao lại có cô gái nào đứng ở bên ngoài cổng nhìn anh? Trông cô ta lạ lắm, dường như anh chưa gặp bao giờ. Ở cái ngõ xóm bé bằng cái móng tay này làm gì có ai mà anh không biết mặt. Thế rồi anh cũng lên tiếng. Ai đấy?
Cô gái đứng lặng im, cô ta không hề lên tiếng, không hề cử động, không hề có một chút phản ứng nào hết, mà cứ đứng im lìm như tượng vậy. Bất chợt thì từ ngoài phía cổng có một cơn gió lạnh thổi đến, có tiếng chó sủa ở đâu đó trong xóm vang lên. Anh Tài đang nhìn cô gái kia, nghe thấy tiếng chó sủa thì khẽ giật mình. Anh trợn tròn con mắt của mình lên mà nhìn chòng chọc ra bên ngoài, xem rốt cuộc người đó là ai. Anh toan bước ra cổng, ấy thế nhưng mà vừa bước được một hai bước chân thì cô gái kia bất chợt quay đầu đi mất, khuất ngay sau chỗ bờ tường. Cô ta đi nhẹ nhàng lắm, lúc này dường như bóng hình cô ta như lướt trên mặt đất vậy, chẳng hề phát ra một chút tiếng động nào. Anh Tài ngạc nhiên, anh bước vội ra chỗ cánh cổng rồi nhanh chóng thò đầu ra ngoài ngõ nhìn theo bóng hình cô gái. Chẳng hề có một ai cả, trước mắt anh chỉ là một con ngõ tối đen hun hút, đâu đó những tiếng chó sủa, chó tru lên từng hồi trong một đêm đông dài. Ở phía xa xa, chỗ cái nấm mộ vô chủ kia vẫn đang nằm lặng im ở đó. Anh Tài bất chợt thấy hơi rần rợn sống lưng. Anh tự nghĩ, quái lạ, gì mà kỳ cục vậy, đi đâu mất rồi ta. Anh Tài ngó nghiêng thêm một hồi thì chẳng thấy ai. Lúc này thì men rượu trong người vẫn còn đang làm cảm thấy chính choáng lắm. Anh đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu rằng có lẽ là hình ảnh vừa nãy là do rượu gây ra mà thôi. Hồi tối đi về nhà anh cũng đã gặp một tình huống kỳ lạ rồi, bây giờ thì lại bất ngờ trông thấy một bóng hình của một ai đó. Có phải là dạo này anh bận bịu bán hàng quá nên mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Anh Tài liền cau mày suy nghĩ, rồi một hồi rảo bước quay ngược lên nhà trên đóng cửa lại, bỏ lại phía sau lưng cả một màn đêm đen mịt mờ, vẫn đang bao phủ xuống khoảng không gian lạnh lẽo tối tăm đó. Hôm nay dừng lại ở đây, đón xem vào kỳ tiếp nhé.